Lớn đi chơi vui không? Vui. Hả? Vui. Quá vui gì? À. Giờ sợ về mẹ la không? Về sợ chứ. À chiều về sớm hả? Chiều về. À đi lên chỗ chùa Pháp Hòa đúng không? Chiều về gặp mẹ rồi. À chiều gặp mẹ. Gặp mẹ. Có đây được, có đây được. Có gì? Có đám cưới, có đây được. Ờ có đám cưới hả? Có đám cưới, chỉ đưa đó. Đám cưới ăn lại chưa? Nãy giờ ở trần rồi đúng không? Đám cưới ở khỏi chiếc môn. À Lớn ở ngoài đó, Lớn có hay đi ăn đám cưới không? Có. Có hả? À đám cưới hỏi cho ăn. Đám cưới đám giỗ có đi đám giỗ rồi đám, mà chủ yếu là đặc biệt đám ma đúng không? Đám ma là như là trực 4 đến 24 đúng không? À thay luôn. Nhìn đẹp trai quá trời. Đẹp trai dễ thương tiếp. Đâu đẹp trai ghê thiệt. Mặc đồ đi vô thêm như chuẩn men lên chứ hiện mà ra ảnh cũng giống như hai giới vậy đó mà. Mà đang thấy ghế cũng thèm. Sao đã thấy gái mấy bé kia cua nhìn chút à? Nhìn như thích mặc cái đồ nó là sao mình cũng chẳng hiểu cái rồi. Lớn đi về đừng có lo ăn nghe. Món đi sợ ăn cũng toán rồi ái bắt cóc á. À. Gì cũng sợ họ bắt cóc không? Cũng toán rồi bắt cóc. À. Bắt cá cóc họ chạy rồi cái ngày người họ nhậm lăng rồi đi tìm á. Mà xưa sao hồi trưa gì biết con ra con dẫn ở đây gì gọi con rồi? Có biệt nó đó. À, chứ sao gì gọi đi con mua đó? Đi mua đồ em ăn á. À. Đi mua đồ bụng ve ăn hàng ăn á. Dạ. Bụng bụng thịt á. Dạ. Bụng ve cho đi chơi để cho đi nghe. Không được la nó nghe gì? Ngoại cho ông của lợn đòi đi chứ con hẳn đi cũng được. À. Mắng đi để cho ông biết chứ đi phát quà cho bà con rồi chứ. Quá vừa lội không còn chờ hẳn đi bụng lắm lắm rồi. À. Không không kiếm mà chờ đi xe cấp. À, dạ. Rồi bây giờ ông mình có lấy quà này không? Ông bên kia không ai nói gì sao đây. Đi cho cô lợn ăn. À, gì mình ăn không? Trẻ. Gì mình ăn không? Cô lợn mình cô nhỏ ăn chứ. À. Chứ ông bên kia. Đi mừng á. À. Cho ăn mùa mới. Mua sạc đi sờm lắm, chậu cho cô bay đi thôi. À. Lâu nay gì mình có lâu nay gì mình có khỏe không? Khỏe chứ đang khỏe. À. Khỏe mừng mà khỏe. À. Hồi sáng ra đi đâu mà không có ở nhà gì? Đi mua đồ. À đi mua đồ ăn chứ. Mua cho em ăn tội chứ. Tội hả? Ngồi nhà chứ bữa nay cô đi mốt. À. Mấy cái đó lặn sẵn mua cho em ăn. Ừ. Tội chứ. Tội ha. Bữa nay mập thì. À, mập á. À. Mập đó. Ừ. Thôi cố gắng nghỉ. Cố gắng chứ. Rồi, cố gắng chứ không là đưa đi viện lại là mất công lắm nghe. Tôi mừng cho lại mừng một. Ừ, nói vậy chứ bữa nay nó cũng người đi hỏng đành mừng không. Đây nhà cửa cũng sạch sẽ cả nhà, cũng sạch, tương đối. Sạch. Hả? Ủa ngon lành không chở được quá khỏe lắm. À, nhà gì cũng sạch luôn hả? Ừ. À. Sạch ghê. Sạch ghê hả? Trời ơi. Mà ở Dũng Thanh Thổ. À, mà trưa vô. Sài Gòn á. Ờ, ở Sài Gòn luôn mà trưa vô thấy không? Đây là đi xuống coi có con gà ở trong cái thùng ở đây đúng không? Này, tôi bắt của tang nghe có con gà ở dưới này. À. Có con gà dưới này đâu rồi? Đó. Đây này. À đem ra ngoài kia là đúng không? Được không được đem vô nhà nữa nghe. Để vô cái trong nhà. À. Ai đem vô nhà. Ừ. À, giờ sạch. Nhỏ đi làm bây giờ cũng thui rồi. Thế đúng quá mừng. À, thế gì của bằng hả? Ừ. Mắng gì? Cái thằng là bữa nó đấu nằm đụng đấy. À. Sao đấu? Ngại sẵn sọc. Dạ. Còn con còn cậy. Dạ. Cô đơn. Cô đơn hả? Ở bên qua xem sát giùm đi. Mới mân mân việc nhận hở. Dạ. Thôi gì mình đi qua đó tao thuê gì gì làm đi thì ngày kiếm mấy chục ngàn cũng được. Mà đói. Đói hả? Đói muốn cho gạo cho cơm ăn. Dạ, yeah. Trời ơi gì mà có gạo cho cơm họ luôn hả? Cho ba một bảo gạo. Dạ. Yeah. Hoài chi á gạo mà gạo còn mấy. Nhưng mà gì mà cái quần con thấy ngược rồi này. Cái túi ở phía sau kìa. Ê? Con bé thác đi ông đi. Cái kiểu hả? Trời kiểu quá nó kiểu gì vậy, cho đi thi thời trang biểu diễn rồi được á hả? Đó, cái quần này ở cái túi ở phía sau nè. Từ như qua đó phía trước. Bưng rửa thôi thấy rồi còn mong mong. Dạ. Thay đổi màu hả? Màu nào cũng có mà muốn thay đổi. À. Thằng Lớn đi về rồi đó hỉ. Trời ơi. Mất 500 ngàn. Ừ. Vậy là mất của nó hả? Ô, để mô lật lội quên á. À. Mất 500, cho 500. Ủa nhỏ nghe nói là con mấy bữa đi bận đi làm cuối chưa thuê được phòng trọ nhỏ hả? Dạ. Chủ nhật cũng đi luôn hả? Dạ chủ nhật nó không đi. Rồi ơi, thôi cố gắng đi coi kiếm chỗ ở con hiền. Dạ.
À, giờ đi làm suốt cả ngày mới đi về luôn á cả nhà, mới đi về luôn không hả? Dạ, mời lên chiêu tổng rửa xong. À. Mình mình lớn đi ông mình nhờ đập đồ luôn kìa. Dạ. Hả? Đập đồ luôn hả? Nói là một hai điện hai là tìm cũng chờ cũng lớn về. À. Không nó tắt điện tôi thúi. Tôi cũng chờ chú Hải đâu nữa. Trời có chữ chú Hải hả? Đó rồi gì mấy ơi. Chứ nãy gì? Hả? Thằng hứa nói vậy chứ. Chứ nãy nghe nó chửi mà. 500 ngàn. À. Mà đi tìm ra rồi. Chứ con nghe nó gì chửi con mà. Mà nói là đồ hoài lại. À. Dũng với vừa nó quên tiêu bạc đứa thằng đó có thằng tiêu lại. Trời ơi. Ngay bắt tiêu bạc hai trời tiêu. À. Con cô đứa cha mà. Ừ. Con hò nó còn hiểu. Nghe nó gì chửi con cái gì vậy? Cái thằng lý này nói mất tiền mà tôi lạ thằng nói tiền để mất. Chửi bệnh viện á nghe chửi. 500 ngàn. Ông nói mất tiền á mà tôi đi để bằng đi tìm ra thôi. Bác sĩ điện rồi đây. Tiền 500 ngàn. Cái gì bác sĩ gọi đó là? Bác sĩ gọi đó là. Hai triệu, hai trời triệu bạc. À. Hai trời triệu. Vừa nhờ đứa có cô hai mặt, cô hai không? Đúng rồi. Triệu bạc không? À. Đứa đấy. Mắc hai nhớ. Hai trời triệu bạc. Không có à? Nó bảy à? Đi tìm rồi. Rồi, người ta tìm rồi, nó vậy đó hả? Ờ, vậy hả? À, đánh trống lãng đó. Bên đây thì nhìn thấy trắng hơn cái nhỏ nha. Trắng hơn hả? Hả? Bữa chưa làm nhà không? À, làm nhà mắc hả? Dạ. Lâu cũng đi ra ngoài bắt hiện về đâu rồi đó. Thôi cậu không cho đất thì bữa nay coi kiếm cái phòng trọ rồi. Mà chú thấy bữa nay sao trong nhà cũng được đó chứ, cũng gọn gọn rồi gàng rồi mà cũng hôi hả? Dạ. Hôi cũng rửa thôi chứ. Dạ. Đó, dạng là cái mất quyền. Chiều thì mình lo lòn gì à? Ở, lớn đi lo lòn luôn à? Đi lo lòn đấm cửa đấm nhà. Mới đấm luôn á gì hả? Ừ. À, trời ơi. Lo lòn. Bây giờ đánh làm gấp rồi. Ông anh chưa là anh hả? Vì ông mình không có đánh cô lớn nghe. Bây giờ cô thương hoàng lắm chưa? Hả? Lớn. Đây lớn rồi. Lớn rồi. Đánh cô lớn là có điện ra trở đi viện đó. Đâu rồi? Đây. Ngủ hả? Ngủ. Trời ơi, về mà cái đầu con gái mình ngủ luôn vào ơi. Ờ, mình áo trắng. À, mới đi. Áo mát á. Áo mát cậu gì vậy hả? Cũng phải áo mấy kiêu này là cô hẳn. À. Hò mấy á. Ừ. Thôi bữa nay ra là thấy cũng sạch sẽ tầm tạm ổn nghe. Sạch thúng nha. Hả? Sạch tấn. Sạch tấn hả? Có ai sạch nhưng thúng quê mà còn sạch. Không quê nhà gì sạch nhất ở xóm đây luôn rồi. Còn có ai mà tiếc quả sạch á. À. Nhà gì cũng sạch luôn không? Sạch đúng rồi, gì phải sạch sạch như vậy gì sạch gì ưa sạch thôi. À. Ừ, con lạc để rắn thích. À, không thích à? Ngay một quẹt đường hay hoặc chỉ sẹo này, ngay một quẹt lạc hết. Lạc mới đường ở đây. Lạc mới đường á. Biết ông mình chỗ này đâu mà hủ. Mơ à, mơ. Không biết ông mình chỗ này đâu mà hủ. Đâu nữa, mơ quẹt. Gì vậy? Xin à. Mà tối nay có nấu cơm gì không vậy? Chém mì cua ăn. Chém mì cua hả? Bữa trưa ăn cơm rồi. Dạ. Yeah. Ừ. Ăn ngay bữa cơm thôi. Yeah. Ăn cơm, quy canh cá. À. Măng chua. Cá măng chua hả? À. Đổi. Nhà nhớ nấu cơm cho lớn luôn ăn mới nghe. Ừ, ăn mập. Ừ. Mập ghê. Lâu nay có gọi cho dì Thao không vậy? Dì Thao nó lâu gì rồi đó. Dạ. Dì Thao thì tôi chứ hả? Dạ. Mấy chị nội rất khoe, chúng là còn người nội trợ. Thôi coi tay này, ha. Gỡ bớt cái này ra nghe. Ủa tay đi bên đây rồi đi gỡ rồi vào nè. Thấy bên đây cũng gọn gọn hơn chút rồi nè. Hay là thấy mình ra gỡ đây. Đây là đừng có khen quá. À đừng khen quá hả? Thế quả đó đéo thêm rồi. Ờ. Người mập mà cầu ổn. Ổn mới đen gì. Ổn đen rồi. Đây giờ nè. Nhưng mà đau sướng như dì Minh đâu. Đi lòm đi lòm biết mà chứ sướng như dì Minh ở nhà đóng cửa là biết tán giờ về tóc rồi mập một nữa. Đây mưa gì sao đó. Cái chiều đây trời sụp sẹt. Ớn hả? Ớn hay là con thấy gì đập cửa vô đập đồ này? Trời mưa, dọ vào mà rung lạ hết. Con nghe nói hồi chiều đập cửa đập đồ đúng không vậy? Có người lớp rồi đi. Có người điện ra nó. Có người điện này. Có camera này. Mình tránh rồi nhỉ? Bữa nào coi lại nhỉ? Camera mất. Bị điện rồi. Bị chuột lặn rồi. Vô cắn à? Tại chi? Dạ không có chi ạ. Có cấp con điện, có con điện gì đấy. Đi ăn tối chưa gì mình? Hả? Gì ăn tối chưa? Ăn rồi. Ừ. Tôi mới lo ăn. Dạ. Muốn cho ăn ai bà mùa thừa. Ờ. Ăn chưa lắm. Phải lo. Với nhau. Thôi vậy gì nghe. Coi nhà cửa sạch sẽ gì. Chứ không là con gọi bác sĩ ra đó. Dì có nhớ ông bác sĩ Thái không? Biết bác sĩ Thái không?
ổng mới gọi cho con, ổng nói là có ra gì mình là mượn đòi triệu hồi trước, nói là cho ổng triệu mà sao không đưa. Giờ trời ơi, em thải em lù lại mất. Chứ sao ổng lấy? Ông lại giờ trái vui rồi đâu. Trời ơi, ông nói với con là ra nói gì mình đưa cho triệu chứ bữa nay ông thấy tiền tiêu rồi. Trống thạng loại. Bởi vì đang mới không gì nói là cho ông triệu, ông mới cho gì về đó. Nói không thạng tay tôi, về nói giờ trái được cho vui cả buông một thạng chơi gì sợ báo ngay. Chứ anh thấy nói con ra mà nếu mà không đưa triệu ra làm cho đi viện lại đó. Ông giờ trời á. Dạ. Con giờ trời. Mấy nổi cái cỏ chứ. Nó thiệt chứ. Mấy cỏ, mấy trứng mấy cỏ treo mà chân như người đó giờ trời. Giờ trời à. Treo bạc là thôi. Cho người thắng là. À, chứ muốn thiệt chứ. Thiệt. Có tiền đưa con cũng gì cũng nói cho con triệu rồi mới để gì về đó chứ. Con hai thôi. Con chó mấy hẹn mấy đi cho con hai. Con hai tiên yêu tiên ở bên mình rồi về cho con. Trời biết sắc trân đó hả? Răng biển. Ờ hai vậy hả? Mỹ nó hồi nội đuối này cả là lợi là gửi về cho con nó hại cũng nội trong bi gà luôn vậy hả? Ồ vậy hả? Hại à, anh xem YouTube đúng không? Ừ, anh xem YouTube đúng thấy có cho con hại thôi cho con hại đi ngoài ra đang có ai hết. Trời ơi vậy đó hả? Để sáng sắp. Dạ sáng sắp cho mọi người. À để cho con, để con sáng sắp cho mọi người đúng không? Trời ơi sao gì biết hay giữ gì mình. Mà ba đưa lại đây lắng cho cầu hại mắng cho họ được chẳng cho cầu hại rồi tất nhiên là cho cầu hại mà họ cầu hại một sản xuất như vậy à cho cầu hại để sản xuất gì khác giống như sản xuất cho dì Minh này đúng không à nhưng mà dì Minh mà bữa nay mà ra mà thấy ở dơ nữa là đưa đi bệnh viện cho bệnh viện chăm sóc luôn nha chắc đây luôn hả chắc luôn hả nhưng mà phải để đồ gọn gàng nghe sạch nhưng mà gọn gàng nha dì Minh rồi ở lại lo nấu ăn cho lớn chứ không nữa mực bẹo nhưng mà hồi nãy nghe nói phú lợn ăn bẹo hết bẹo mưa đi chi thao ông nội đó ăn không dạ mỗi từ ăn nhiều đồ ăn mùi mái đó chạy mới cua rồi đứa nghe cũng đi về đây nghe lâu quá rồi dạ lâu lắm rồi nghe gì mình nói chuyện hai dữ luôn á dạ vẫn lao nợ mất đứa con á đi tìm đi cụng tập à vậy đó lao mà nó biệt nó dạ chú đi về chú vô vô à, rồi, chú đi nghe dạ. Cố gắng nha nhỏ Hiền dạ. Nhỏ mấy bữa này cũng hỏi thăm mà nó chắc đi kiếm mấy chỗ trọ ở cả nhà chứ còn đắt cậu không cho làm được dạ. Nên trừ là kiếm phòng trọ nhưng mà thời gian này nhỏ đi làm do là việc nhiều quá nhỏ dạ. Việc người ta bây giờ là con biết không nhiều người là giờ không có để việc để làm mà con có việc làm như vậy cũng tốt rồi đó dạ. nếu kiếm cái hòm trọ nào thì cũng kiếm gần đây chạy về với anh với mẹ dạ. Ừ. Nên cái phong của dạ. Anh không có con không cho thế về giàu ơi dạ. À, rồi mua bánh khoai thôi biết không hả giàu vui khỏe dạ rồi xin chào cô chú anh chị nha hôm nay thì đi ra đây để thăm các hoàn cảnh với lại đi phát cua với giàu với cô lớn ở nhà đi vui lắm luôn á mà vừa đi rồi bị dạ tốt rồi con trời đó con trời hả con ai mới gì mình rồi cho con phải là con ai mới hết có cam đó ai con lớn con của trời hả chuẩn hiên con đang ngược má chuẩn lên trời á là con của trời hả con ai hết dạ 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 tự nhiên là con mới chị chỉ ra chị nuôi á chị giấu á chị ba chị bập nuôi tồi chị nuôi lên thằng lớn là con của trời hả giữ gì là ngon mình rồi con dư mấy mấy thô lắm lớn hiền khô mà mình mới giữ không giữ nặng lắm à, trời nắng lại dữ hả con thấy gì mình cũng trời nắng trời mưa gì cũng giữ hết trơn luôn mấy họ đùng chạm em mới giữ cho con mấy yên lanh về họ yên lanh mấy mắc chứ mình không giữ hả mấy thôi chú thầy chú đùng chạm chỉ muốn mấy giữ đó vì mấy hơn nội mất 500 ngàn đó mất mất bây giờ cũng mất món món mất ra 500 mất sáu cái bò trụ quân á mất đi ra đâu à, ý là nhà đi mình vô nhà mất 500 ngàn mất đi á à, đổ thừa hả à ghê vậy hả hồi chiều chú vũ hả là bỏ đổ thừa mất 500 ngàn đổ thừa đập 500 ngàn đập đôi nữa à ấy là vô đây để đường lẫn đi á là đổ thừa đó hả vật đê đâu đó trời ơi 500 ngàn nè gì đổ 500 ngàn kim ra đôi
Dì đổ thừa, dì nói là con vô nhà dì lấy 500 ngàn của dì hả? Bà lắp. Hả? Bà lắp hàng loại hàng mất 500 ngàn mà đi đâu có đâu. Con nghe nói nhỏ nói là dì nói là con vô nhà lấy 500 ngàn của dì. Con đâu có lấy 500 ngàn của dì mà dì tự nhiên dì đổ thừa con lấy 500 ngàn. Cô hai cô trả tiền hết cho mắc chứ cậu lại tiền. Cậu đi làm tiền từ thiện mà cậu trả tiền hết cho mắc chứ cậu lại tiền hàng chi nữa. Dạ mà sao dì lại nói dì nói bằng nhỏ là con vô nhà con lấy tiền của dì. Đúng không dì nhỏ? Đó, hả? Còn của lợn á. Trời của lợn nghe chắc lại đó đó. À. Rồi đó, nội lạc lạc nữa. Rồi 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 thôi. Điều bạc cái hả cho đi. Gì đổ thừa đây là con thấy không được rồi. Chắc đưa gì đi lại rồi chứ còn gì đổ thừa kiểu này là không được rồi. Ai đổ thừa mà? Chứ gì nói con vô lấy 500 nghìn của gì? Hằng đi tìm 500 tất nhiên của lợn bừng thì con cô lại 500 ngàn bỏ con bừng đi không? À vậy đó hả. Ai rồi đúng rồi chị thắng rồi. À, nó gõ mồm được hết trơn hết trơn 500 ngàn bỏ trong tủi á mà tất nhiên bữa té đứa bỏ trong tủi răng cuông rù rù cái cuông bỏ 500 hả trời điều nó mới cuông giật tiên bỏ cuông mở hả chiều đập ghê lắm mà nhá đập nhà đập cửa ghê lắm mà về tủi mà điền đồ chứ bật đó để ôm đó cái bật lên nó tắt cái bật lên nó tắt hết à bà nói là chú Hải vô lấy tiền của bạn rồi trời ơi tin tin ra ừ nó không có chém có lợn nó lạy lắm á vì nó nói nữa ha ghê ớn ở giàu thì thấy ớn thì mà đổ thừa vậy đó gặp cửa luôn rồi thôi mình đi về giàu chứ còn nói với mình chắc sáng ngày hôm sau nữa mình chưa xong cái việc á à, con về nghe ấy là tóm lại là gì có mắc 500 nghìn không ai ấy là có mắc 500 nghìn không mất chi mà tìm cỏ đó bóng tụi con cỏ đó chứ à rồi hả cỏ rồi nó con không vô nè con vô nhà gì là không có mắc cái gì nghe đúng không có ai mới giảm lại tiếng hồn rồi chết đúng rồi là con không có lấy của gì nghe rồi là bằng chứng ngay con quay lại luôn đây chứ không nữa rồi sao gì nó Hải vô nhà lấy 500 nghìn của dì Minh nữa chứ người đang ngon mà ai mới lấy đó à, chứ sao hồi nãy gì mới nói với nhỏ là con lấy của gì giờ gì nói con đường hồ là sao cô nhọn loại cô lợn bưng quân mất 500 ngàn à loại chắc là thằng bưng con đi à. Rồi rồi bà tiên con tụi á con dậy ôn như là xong rồi đây rồi. Có phải lắng đó cái ai loại con hai lại tôi chết đó, đúng rồi mình nói vậy mà mình nói mà nhỏ vậy đời mới mới ai mà loại trong đây cái mà giờ camera nó hư rồi chứ không nữa là giá dễ đo dưới này à. Nội nó ngay cả đếm rồi nội lo chung nha chung nha à, nói lo chùa nhà chùa nhà đây cái thằng này nói đây ở phát ra chứ thì anh nói là anh nói là lâu lâu chú Hải nói là chùa nhà lâu nhà đó nhở gì mình nói lo chùa nhà đi hả hầm nhòa thì nói chung cũng lao sạch sẽ đó mà có cái là chắc đồ bẩn quá đúng không dạ, tức là đồ thiêu quá dạ, đồ thiêu để đó thôi chứ còn nhòa thì cũng còn biết lao nè lao cũng sạch đây chứ không đến nổi gì nè thấy phía xước này bà quét xuống này không ý là chú cũng xem hôm ra có thấy nhưng mà ý là cái đồ bà để cái đồ bẩn nhờ cũng nói lắm do nữa ừ, cũng là không có sao được do và đồ ăn á để mấy cái đồ bò giống như đuôi bú ờ đuôi bú thôi về giờ ơi thì dặn đi thì về thiệt này quá rồi rồi xin chào cô chú anh chị nha xin chào tạm biệt con chào chú nhỏ lâu cập nhật cô mình cho vui cả nhà ơi để nhỏ hỉ cố gắng sắp xếp tự nhật là đi nghỉ tuần đi cái phòng trọ gì đi chứ nghỉ ngày đi ăn nghỉ ngày chủ nhật là này nghỉ ngày